Khả năng chiến thắng của hổ Siberia khi đối đầu gấu Kodiak. Hổ và gấu là những con thú ăn thịt to lớn nhất, nguy hiểm và hung dữ nhất trên cạn. Vậy sẽ thế nào nếu chúng đánh nhau? Chúng ta hãy thử chọn ra hai đại diện to lớn nhất ở mỗi loài và đánh giá khả năng chiến thắng của chúng. Giờ hãy cùng phân tích sức mạnh của hổ Siberia và gấu Kodiak. Hổ Siberia hoang dã được mệnh danh là chúa tể của rừng taiga. Ngoài ra, chúng còn được gọi là hổ Amu, hổ Usuri hay hổ Mãng Châu. Là loài hổ lớn nhất trên thế giới, hiện nay chúng đang ở trong tình trạng nguy cấp. Số lượng chỉ còn khoảng 400 con sống tại Mãng Châu và Siberia của Nga. Hổ Siberia sống trong rừng taiga, có bộ lông rậm và dày hơn so với các phân loài hổ khác. Nhờ đó mà chúng có thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt vào mùa đông. Chúng sống đơn độc, thức ăn gồm những động vật ăn cỏ như hươu đỏ, hươu xạ, nai sừng tấm, heo rừng, tuần lộc và thậm chí cả gấu. Gấu Kodiak cũng gọi là gấu nâu Kodiak hoặc gấu xám Alaska hay gấu nâu Mỹ, sinh sống ở các đảo của quần đảo Kodiak ở tây nam Alaska. Nó là phân loài lớn nhất của gấu nâu và cùng với gấu Bắc Cực, gấu Kodiak chính là một trong hai loài thú ăn thịt lớn nhất đang tồn tại trên cạn. Gấu xám dù xếp vào loại ăn thịt nhưng nó lại ăn tạp. Thức ăn của gấu này rất đa dạng gồm thực vật như cỏ, hoa màu, chồi non, quả mọng. Con mồi ưa thích của gấu xám là thỏ rừng, sóc, chim, chồn và đặc biệt là cá hồi. Giờ chúng ta hãy cùng phân tích sức mạnh của chúng nhé. Hổ Siberia có đầu và thân dài khoảng 2,5m, cao 1,1m, đuôi dài 1m, nặng 306kg, trong khi một con gấu Kodiak trưởng thành dài 2,5m, cao 1,35m, cân nặng tới 680kg, và trong điều kiện nuôi nhốt, nó có thể nặng tới hơn 1 tấn. Rõ ràng về kích thước thì gấu Kodiak nhịn hơn hổ Siberia nhiều. Hổ Siberia có lực cắn lên tới 67kg trên 1cm², có răng nanh dài 7,6cm, cùng với đó là bộ móng vuốt dài 10cm. Gấu Kodiak có lực cắn 65kg trên 1cm², những chiếc răng nanh dài 7,6cm và có bộ móng vuốt dài 15cm. Về bộ hàm thì tương đương nhau nhưng hổ yếu thế hơn gấu ở hai chi trước. Hổ có hai chi trước rất khỏe, một cú tát của nó có thể lấy mạng một người lớn. Thế nhưng hai chi trước của gấu thậm chí còn khỏe hơn. Nó dùng tay nhiều để đào hang trú đông, nhổ rễ cây, đập vỡ gỗ và gốc cây để tìm sâu bọ. Một cú tát của nó có thể giết một con nai sừng tấm hoặc báo sư tử. Hổ có tốc độ nhanh hơn so với gấu. Một con hổ Siberia khi chạy đạt vận tốc lên đến 64 km/h. Một con gấu Kodiak khi chạy chỉ đạt vận tốc 48 km/h. Ngoài ra, phản xạ và động tác khi tấn công của hổ cũng nhanh hơn so với gấu. Giờ chúng ta hãy cùng tổng hợp lại điểm mạnh yếu của hai loài này. Hổ hung dữ và nhanh nhẹn hơn so với gấu. Sức tấn công của nó cũng ngang ngửa gấu. Tuy nhiên, nó có cơ thể nhỏ hơn, chịu đòn cũng kém hơn. Khi chiến đấu lâu dài, nó sẽ không duy trì được sức lực tốt bằng gấu. Con gấu tuy chậm chạp và trầm tính hơn hổ, nhưng nó lại to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nó nhiều cơ bắp hơn hổ. Sức phòng thủ cũng tốt hơn do có lông dày cộng thêm lớp mỡ và da dày. Ngoài ra, khi trận chiến diễn ra lâu, thì nó cũng duy trì thể lực tốt hơn hổ. Vậy là giờ chúng ta có thể kết luận được kẻ chiến thắng trong cuộc đối đầu này rồi. Hổ Siberia rất mạnh mẽ và có thể dễ dàng hạ gục những con gấu nhỏ hơn hoặc to gần bằng nó. Tuy nhiên, nếu đối thủ của nó là một con gấu Kodiak trưởng thành, thì mình sẽ đặt hết tiền cược vào cửa của con gấu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.